Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu CD Mazang 16SE. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc đầu CD Mazang ở Việt Nam được rất nhiều các bác tin dùng. Những dòng CD Mazang này là nó sở trường của nó là những dòng nhạc vàng, nhạc bolero rất là hay luôn. Và cũng các bác nào mà yêu những hai dòng nhạc này thì đừng nên bỏ qua chiếc đầu CD Mazang 16SE này. Chiếc đầu CD Mazang 16SE này với thiết kế mặt phay nhôm trắng rất là đẹp luôn. Con máy này đẹp xuất sắc và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và bây giờ em sẽ quay một vòng và sau đó em sẽ test chức năng nhận đĩa hay là tất cả mọi thứ cho các bác để các bác chỉ về việc chơi thôi. Em sẽ quay lại gần. Con này thì đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Những dòng CD này là của Nhật này là luôn luôn chạy điện 100 các bác nhé. CD mà răng 16SE rất là đẹp luôn. Và dòng này thiết kế hai hồi của nó đều hồi nhôm hết đó nhé. Đấy. Con này bị hơi hơi chảy chảy một tí. Thiết kế là hai hồi hồi nhôm luôn. Trên lóc nó cũng là lóc hồi lóc lóc nhôm luôn các bác nhé. Đấy. Con này thì quá đẹp luôn. Giá chiếc đầu CD Mazang 16SE này đang bán với cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó là giá 25 triệu. Giá rất là tốt luôn. Chỉ cần có 25 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc đầu CD Mazang. Chất âm thì rất là ngọt ngào, sở trường là nhạc vàng và nhạc bolero. Đây, sau máy đây. Những dòng CD này là hãng là luôn làm trên một cái tản nhiệt ra bên ngoài và có hai cái bút để khóa mắt và khóa mắt là khóa khóa cơ ở dưới đây để khi mình vận chuyển là tránh tình trạng nó bị quăng quật. CD Mazang 16SE điện 100V còn đến 17W Made in Japan. Và bây giờ em sẽ test chức năng nhận đĩa và các chức năng khác cho các bác cùng tham khảo. Vâng, em cắm điện rồi và bây giờ em sẽ test cho các bác. Đấy, con này rất đẹp luôn. Này, cơ ra vào rất là mượt các bác nhé. Và cực kỳ cái quan trọng nhất đó là cái mắt con này đọc rất là tốt luôn. Đấy. Chất âm rất là hay luôn. Đọc rất tốt luôn các bạn nhé. Video em xin dừng tại đây. Các bác có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 266
Và một lần nữa em xin nhắc lại cái giá rất là tốt cho các bác về chơi với chiếc đầu CD Mahjong 16SE này. Em đang để cho các bác với cái giá là 25 triệu. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.